Chào các bạn đã quay trở lại với Channel Invest và Travel của Jason. Hôm nay Jason sẽ nói về những công ty nào có cái earnings report vào tuần sau và mỗi công ty đó sẽ dao động như thế nào. Để trước khi đi vào video thì Jason muốn nói cho các bạn nào chưa có đăng ký cái channel của Jason thì các bạn có thể subscribe để lần sau khi mình làm những video kế tiếp các bạn sẽ nhận được những thông báo để không bỏ lỡ những cái video. Và nếu như bạn nào có nhu cầu muốn học đầu tư vào thị trường chứng khoán để các bạn đầu tư sẽ thành công, các bạn có thể vào trang website của Jason. JasonLeTrading.com sẽ có chi tiết về những gì các bạn cần phải học. Tuần sau thì cũng có rất nhiều công ty report earnings, nhưng mà hầu hết là những công ty small cap, là những công ty có giá trị nhỏ chứ không có lớn như vài tuần trước. Ví dụ như tuần sau mình có công ty SE là Sea Limited. SE sẽ dao động khoảng tầm 8 điểm trở lên. Bên cạnh đó mình sẽ có công ty Home Depot. Home Depot sẽ dao động khoảng tầm 8 đến 10 điểm. Và song song với Home Depot thì sẽ có công ty Target và Walmart. Target thì cũng sẽ mua khoảng tầm 7-8 đồng, trong khi đó Walmart sẽ mua có 5 đồng mà thôi. Thường thường Walmart không có độ dao động nhiều. Và cũng có công ty Ross là cái chợ bán áo quần retail sẽ dao động khoảng tầm 5 điểm. Và một công ty cuối cùng Jason muốn nhấn mạnh là công ty PANW. Công ty này về tech stock, thành ra nó sẽ dao động ít nhất là 15 điểm. Thì hy vọng tuần sau các bạn nếu như có mua bán vào earnings report thì chúc các bạn gặp nhiều may mắn. Và các bạn nên nhớ rằng nếu như các bạn chưa có rành về option thì các bạn đừng nên mua bán quá nhiều trước ngày có earnings report. Các bạn cần phải hiểu rõ về option trước khi các bạn dùng một cái strategy nào đó để hạn chế những cái thua lỗ, những cái rủi ro. Vì mỗi lần cổ phiếu nào có cái earnings report là thường thường cổ phiếu đó sẽ dao động lên hoặc là xuống rất là nhiều. Cho nên nếu như các bạn chọn sai hướng hoặc là chọn sai cái strategy thì các bạn sẽ thua lỗ rất là nhiều và khả năng phục hồi rất là khó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video hôm nay. Chúc các bạn đầu tư sẽ luôn gặp nhiều may mắn. Và hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau. Peter, say goodbye. Say bye bye.